Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chính sự Ukraine tối ngày thứ 2, 15 tháng 1, ngày thứ 691 cuộc chiến. Vâng, chương trình hôm nay thì phần đầu chúng ta sẽ đến một cái thông tin có thể nói rằng là rất buồn cho phía Nga. Đó là sự vụ liên quan tới máy bay A-52, máy bay IL-22 như vậy là một tháng rồi, kể từ khi Ukraine phục kích được một cái Su-34 của Nga ở khu vực Kherson. À, thì ngày hôm nay cũng là tầm một tháng. Có nghĩa là mỗi tháng thì Ukraine sẽ giống như kiểu Nga, định kỳ họ cũng sẽ cần một cái chiến thắng về truyền thông. À, và tất nhiên nó là những cái tổn thất cho phía Nga một cách rất đáng kể nữa trong những lần trước. Nhưng mà lần này tôi nghĩ rằng là một trong những cái lần tổn thất mà nó mang cái tính chất uh, trực tiếp rất cao ví dụ như chúng ta có thể thấy rằng là khi họ đánh đắm một cái tàu uh, đổ bộ hay là một làm hỏng một cái tàu ngầm của nga ấy, thì nó không ảnh hưởng quá nhiều gần như không ảnh hưởng đúng không ạ thế nhưng mà họ đánh vào cái máy bay a năm mươi thì quý vị biết rằng là uh, mọi việc nó không phải là tình cờ đúng không ạ trong thời gian gần đây thì ukraine đã nhận được rất nhiều vũ khí tấn công tầm xa của phương tây Họ chuẩn bị nhận được F16 uh, và phi đội của họ đã bị A50 kết hợp với lại S400, um, Su-35, thậm chí Su-57 để tiêu diệt rất nhiều, nhưng mà cơ bản nó đều phụ thuộc vào cái con A50. Đấy. Vâng, để quý vị uh, không biết A50 là gì, còn đa số quý vị đến chương trình này thì chắc chắn biết cái con máy bay này, đúng không ạ? Nó cũng là một cái máy bay bình thường thôi, IL à, thôi, nhưng mà nó được uh, lắp đặt rất nhiều những cái trang thiết bị uh, tiên tiến để mà làm các công tác uh, tình báo, uh, thu thập thông tin, cảnh báo sớm. Có nghĩa là rất nhiều radar, đấy, trên đầu chúng ta có nhìn thấy cái mỏm của nó này, cái hình đấm này, radar và cái tổ phân tích dữ liệu vân vân. Và trên này thì uh, lúc mà cả cái phi đội của họ hoạt động đầy đủ, nó khoảng 40 người phân tích, phân tiết, rồi gửi thông tin này nọ vân vân, cho nên nó như là một cái mắt thần của Nga để nó soi tất cả những cái máy bay trên không của Ukraine, những vật thể trên không của Ukraine để nó chỉ định mục tiêu cho các cái phương tiện tấn công của phía Nga cũng như là phương tiện tấn công mặt đất đấy. Nghe đồn nó, nó có trị giá từ 200 cho tới 300 triệu đô la theo cái đơn giá của phương Tây không biết là người Nga sản xuất nó với bao nhiêu chi phí. Nhưng mà Nga cũng không có nhiều. À, tôi nhớ rằng lần trước nói thì đâu họ có nó quanh quẩn trên dưới 10 cái. Và chúng ta biết là với những cái um, thông số như vậy thì cho thấy một điều rằng có lần Soigu đã nói rằng là trong một tháng họ đã bắn hạ của Ukraine tới ba mươi mấy chiếc máy bay. Mà tất cả công lao của nó đều xuất phát từ cái A-50. Kết hợp với lại cái IL-22 ngày hôm nay nữa. Il-22 thì nó là một cái dạng như là máy bay nó chỉ thị, đấy, có nghĩa là nó ra lệnh, mình gọi nôm na một cái thì trinh xác, một cái thì ra lệnh để cho bắn biết gì đấy. À, về mặt học thuyết quân sự nó là như vậy. Và tất nhiên là Ukraine đã không cất cánh được uh, trong thời gian gần đây, đúng không ạ? Đặc biệt là các máy bay đã bị phát hiện từ rất xa khi mà nga bay lòng vòng cái khu vực biển Azov này, đấy. Và họ có thể nói rằng cảm thấy khá an toàn khi họ bay trong cái khu vực này và từ rất lâu Ukraine đã không làm gì. Và Ukraine đã tổn thất và bây giờ thì F-16 của họ đã đến. Nhưng F-16 mà nó gặp cái con A-50 thì nó cũng tắt điện. Cho nên là chúng ta thấy Ukraine đã tổ chức một cái đợt phục kích như thế nào đó. Hoặc là nguyên nhân chúng ta chưa biết nhé. Bây giờ chúng ta tạm coi như nó là một cái phân tích ý nghĩa của nó. Thì có nghĩa rằng họ đã tiến hành một cái chiến dịch Quan trọng để mà loại bỏ, để mà một cái A-20-50 này nó bị tiêu diệt bằng cách nào đó, đồng thời là một cái IL-22 uh, cũng bị bắn nhưng mà không bị uh, tiêu diệt mà nó vẫn hạ cánh khẩn cấp được xuống khu vực phía bờ Tây, ở bờ Đông. Đến bây giờ thì chúng ta cũng không biết là thông tin cụ thể là cái máy bay này nó bị tiêu diệt như nào, nhưng mà cái bối cảnh thì như vậy với nhá. Có nghĩa rằng là nếu mất cái máy bay này thì Nga sẽ nếu không có phi đội đến ứng cứu thì họ sẽ phải đón nhận những vụ tấn công lớn của Ukraine về hướng tàu cầu Crimea, bán đảo uh, Crimea trong thời gian tới và chắc chắn rằng là họ sẽ như kiểu bị mù. Đấy và chắc chắn Ukraine sẽ gây ra tổn thất lớn cho Nga. Thế thì cái câu chuyện nó như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta có thể đến với lại cái video mà ông Tổng Tham mưu trưởng Ukraine, ông Januli, ông ấy đã đăng. Ông ấy đăng, ông ấy nói rằng là các chiến binh của lực lượng không quân Ukraine đã tiêu diệt máy bay cảnh báo sớm tầm xa A-50, cộng với lại máy bay chỉ huy không phận 2IL-22. Cảm ơn lực lượng quân đội không quân đã hoàn thành mục tiêu xuất sắc và đã ra kế hoạch tấn công một cách trên cả tuyệt vời ở vùng biển Azov của kẻ thù. Đấy, chúng ta tự xem lại nhé. Máy bay màu đỏ có nghĩa đây là đỏ của Nga này, xanh kia là Ukraine, đúng không ạ? Như vậy thì lúc nó xanh nó đỏ chúng ta cũng không biết nó là như thế nào. À, đấy, và có lẽ là uh, có vẻ như là một cái xanh đấy nó đã lọt qua hệ thống phòng không của nga nó vào đấy tận đấy hay chăng chúng ta không biết được đúng không ạ đấy quý vị cứ nhìn lại đây cũng là một cái mà tôi cũng nhìn giống quý vị thôi tôi chưa luận ra được cái kiểu như này chúng ta chỉ biết là mấy cái máy bay của nga nó bay rất là à ơi đấy và nó cứ lượn lờ đấy suốt cả ngày thôi cho nên là cái việc mà nó bị bắn cũng không phải là một cái việc nó quá khó Uh, bởi vì nó không có cái gì nó bảo vệ nó cả đúng không ạ không có uh, cái gì để bắn chặn tên lửa nó có cái hệ thống phòng thủ tên lửa nhưng mà chắc là nó không đủ sức để mà có thể đối kháng với những cái tên lửa của phía ukraine hoặc như thế nào đó thế thì cái câu chuyện rằng là bây giờ thì không biết là cái tình huống ở đây nó như thế nào uhm, uh, nhưng mà ngay sau khi thông tin nó buổi sáng nay nó có thì ngay lập tức là phía nga không biết nhưng mà phía ukraine đã biết rồi đấy và bây giờ Bộ Quốc phòng Nga chưa thừa nhận. Ừ, ông Peskov, Điện Kremlin cũng nói rằng là tôi cũng không nói gì liên quan tới chiến dịch tuyên truyền của Ukraine. Thế còn bây giờ thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái giả thuyết như thế này. Bởi vì là bây giờ chưa có thông tin gì về bắn biết rồi cái... Tức là nó gần như nó không có một cái cái gì liên quan đến việc tấn công cả. Người ta chỉ biết rằng một cái A-50 đã bị bắn hạ và cái IL thì đã bị thương tích rồi bắt khẩn cấp xuống phía bên kia. Thế thì uh, bây giờ người ta đang nói rằng khả năng là bị quân ta bắn bần mình là rất cao và cái đấy thì có thể nói là cao nhất bởi vì tại sao? Bởi vì là khu vực này là khu vực mà hệ thống phòng không nga dày đặc để che chở những mục tiêu vào cầu cát cũng như Crimea uh, tấn công từ phía bên kia sang. Cho nên là hệ thống phòng không của nga hoạt động ở đây rất ác liệt, có khả năng, đúng không ạ? vì một cái bẫy nào đó mà Ukraine đã khiến hệ thống phòng không Nga bắn vào máy bay của họ. Hoặc là vì một cái lý do nào đó về con người mà trong đó có cả yếu tố làm phản ở trong hệ thống phòng không Nga nữa. Kể cả yếu tố vô tình hay là có yếu tố phản phản bội thì có thể nói đây vẫn là vấn đề lớn nhất của Nga kéo dài từ năm 22 đến thời điểm này. Họ vẫn chưa giải quyết xong. Có nghĩa là vấn đề liên quan tới nhân sự, đúng không ạ? quân nhân là hệ thợ tương tác kết nối truyền thông mà hôm qua chúng tôi vừa mới nói với quý vị một vấn đề lớn của quân đội Nga. Giả thuyết thứ hai thì rất có khả năng là Ukraine đã có tên lửa tầm xa không đối không. Rất xa và sử dụng máy bay tàng hình nào đó đúng không ạ? Đấy, có khả năng cũng không tức là ít nhưng mà khả năng không loại trừ hoặc là một loại máy b... tên lửa không đối không tầm xa nào đó mà chính người nga không biết và nếu khả năng đấy mà bất ngờ ám toán như chúng tôi từng phân tích với quý vị rằng là ukraine sẽ tập trung vào những đòn ám toán cho nên họ sẽ không công bố họ nhận được cái gì phương tây cũng vậy Có khả năng họ có những tên lửa tầm rất xa không đối không rất nguy hiểm và nếu nó phục kích thì những máy bay này cũng không không đỡ được bởi vì nó là những máy bay nó rất là nó thuần hỗ trợ thôi Thứ ba thì khả năng một cái hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa nào đó nhưng mà cái khả năng này thì thấp bởi vì rõ ràng nếu mà như thế Ukraine sẽ phải đưa các hệ thống của họ ra tít ngoài, gọi là tít tận ngoài chiến tuyến những hệ thống đắt tiền như vậy, đưa ra cồng cành dễ phát hiện nhưng mà cũng không loại trừ, đúng không ạ. Chúng ta cũng thấy có những cái sự động tĩnh của họ ở Nikopol ví dụ như khu vực Nikopol này chúng ta có thể xem là nó là một cái nơi mà nó dày đặc cái cái tuyến cái cái mức độ dân sự rất cao như vậy là người ta đưa ra thì nga cũng chịu chết thôi đúng không ạ và nếu nó đặt ở cái mỏm này ấy, thì nếu mà máy bay nga chỉ cần bay quá chớn một tí thôi là nó có thể vào và khả năng nó bắn xuyên qua khu vực này cũng rất là cao và tiếp theo nữa thì cũng có khả năng không biết chừng đúng không ạ là cũng không biết chừng, nhưng mà loại nhỏ thôi, Ukraine đã uh, làm thế nào đấy để đưa ra một cái gì đấy vào khu vực này để nó có thể bắn được. Đúng ạ, tên lửa vác vai, uh, loại xịn hay như nào đấy, nó bắn từ bên trong này, không loại trừ. Thậm chí là máy bay, thậm chí là hệ thống phòng không, vân vân. Đúng ạ, đấy, tất nhiên là cái khả năng nó thấp thôi. Uh, trong đó thì cái tên lửa vác vai thì tôi nghĩ là không quá thấp. Thì cái yếu tố bắn nhầm là rất cao Nhưng mà vì ông Zanuli ông nói rằng là cảm ơn không lực Ukraine đã lên kế hoạch hoạch xuất sắc và thực hiện chiến dịch một cách xuất sắc Đấy, thì như vậy cho thấy rằng là nó có yếu tố của Ukraine đó Như vậy đến thời điểm này thì phía Ukraine thì tất nhiên là cả tổng tham mưu trưởng họ cũng vào cuộc Có nghĩa rằng thông tin ở phía đấy nó rộn ràng rồi Phía Nga thì uh, tất cả các kênh, đa số các kênh quan trọng cũng đã nói, nhưng mà cũng không phải là cái kênh của nhà nước, Bộ Quốc phòng chưa nói gì. Điện Kremlin thì nói rằng là chưa có thông tin cho nên là không bàn tán uh, theo cái tin đồn. Đấy, còn lại thì uh, về cái um, hậu quả của nó thì chúng ta biết về giá trị của nó là một cái máy bay rất đắt tiền và rất khó để rất lâu để sản xuất và Nga phải tức tốc điều ra một cái máy bay ngành khẩn cấp đúng không ạ một hai cái và nếu không thì toàn bộ cái hệ thống mắt thần của họ, cả khu vực Biển Đen chắc chắn là sẽ bị đe dọa và lúc bây giờ Ukraine sẽ có khả năng đã có F-16 sẽ tung ra những đòn tấn công trong những ngày sắp tới có nghĩa là không lực của Ukraine và tên lửa không đối đất của họ sẽ gọi là tung hoành ngang dọc ở cái tuyến phía Nam dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy một điểm là gì ukraine rất mạnh trong những đòn tấn công ám toán thỉnh thoảng họ mới làm tất nhiên là ám toán thì không thể làm hàng ngày được thỉnh thoảng họ mới làm nhưng họ đã làm thì nó rất là sắc bén đúng không ạ nếu đây là vụ ukraine tấn công bằng mục đích nào đó hoặc là có nội gián hoặc như nào thì chúng ta cũng thấy rằng họ đã lên kế hoạch và họ làm cái việc này nó rất xuất sắc và đã có hai cái tài sản của phía nga bị rơi và đó là hai tài sản rất là giá trị và nó ảnh hưởng ngay tới mặt trận chứ nó không chỉ liên quan đến giá trị hàng trăm triệu đô la đúng không ạ thứ hai thì uh, tất nhiên là với cường độ ngày nào mà nga cũng bay như vậy uh, có nghĩa rằng là khả năng mà họ bị uh, uh, tai nạn họ bị bắn họ bị tức là có chuyện xảy ra nó rất cao đúng không, quý vị và uh, chúng ta thấy là những cái máy bay mà nó bay khơi khơi trong mưa bom lửa đạn hàng ngày thì khả năng nó bị bắn là khá cao Tuy nhiên thì không loại trừ những yếu tố là Nga chưa giải quyết được cái vấn đề nội bộ, vấn đề tình báo, vấn đề an ninh, vấn đề liên thông, liên lạc, truyền thông kết nối uh, của họ. Đấy, đấy là một cái yếu tố mà cả hai yếu tố đấy thì tôi đều nói với quý vị và đấy chính là hai yếu tố nó nó nguy hiểm nhất, đúng không ạ? Một là vấn đề phá hoại, hai là vấn đề là Nga không kết nối một cách hoàn hảo như là cái chúng ta nghĩ về những cái như kiểu chúng ta xem những bộ phim của nato đấy trên uh, hollywood ấy, đúng uh, hollywood ấy, đúng không ạ thì gọi là ban này bệ kia gọi điện này gọi điện kia nó rất là gọi là móc ngoặc với nhau đấy thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không biết thế nào nhưng mà cơ bản thì chúng ta thấy rằng nga đã có những vấn đề này nó tồn tại từ rất lâu và nhiều quân chuyên gia quân sự của nga nói rằng là nếu như họ giải quyết được vấn đề này thì kẻ thù của họ không có một cơ hội nào Đấy, có nghĩa rằng vấn đề này nó rất lớn và nó ảnh hưởng rất nhiều đến quân đội của họ Còn lại thì cái mối đe dọa như chúng ta nói về vấn đề về gián điệp, tôi tin chắc là vấn đề cực kỳ lớn Hôm qua thì các nguồn tin họ xác nhận là trong người Ukraine sang biên giới Nga tới 5, 5 mấy triệu người quý vị ạ 5, mấy triệu người thì nó bằng một quốc gia tầm gọi là khá khá rồi đấy quý vị, đúng ạ à. Và chắc chắn trong đây có những cái luồng tư tưởng Nó bài Nga Mà không cần phải nói bài không Mà nói thẳng là chắc chắn sẽ rất có nhiều cái điệp viên Không có lý do gì không Đúng không ạ Chắc chắn là Ukraine sẽ nhìn ra đấy là một cái cửa Gần như là ngon lành nhất Để mà có thể tiến hành cái cuộc chiến tranh phá hoại Như vậy là thêm một lần nữa Một định kỳ hàng tháng Đã phía Nga đã phải trả giá Cho một cái sự Nào đó đúng không ạ Lỗ hổng nào đó của họ Cộng với lại cái sự xuất sắc của phía Ukraine trong việc tiến hành những đòn tấn công phục kích. Đây là cái máy bay IL-22 quý vị ạ. Nhiều người thì nói nó là IL-18, nhiều người là IL-22. Nhưng mà nó là cái máy bay kiểu như là nó chỉ thị uh, lệnh liếc gì đấy. Cái máy bay này thì nó rất là lì đòn. Ngày xưa năm 2022, nó đã từng bị phòng không Ukraine bắn lỗ chỗ 200 lỗ nhưng mà cuối cùng nó vẫn về được rostock on don để nó đổ xuống. Ngay sau khi thông tin nó rộ lên thì phía truyền thông gọi là mạng của Nga đã gọi là hô hào những cái khẩu hiệu là Putin lần này cần phải tiến hành xử một kẻ nào đó, thậm chí khôi phục cả lệnh tử hình đấy, để xử một cái vị tướng cao cấp nào đó để mà răn đe thực sự cho lãnh đạo quân đội nhiều chung là nó ở nga thì có cái trường hai cái trường phái nó rất rõ ràng một cái trường phái như vừa rồi chúng tôi nói thì nó họ rất là cứng rắn và họ thường có một cái nói chung là cái suy nghĩ nó thiên về cái sử dụng sức mạnh nhưng mà cái đó là một cái như chúng tôi đã nói đúng không ạ nó chỉ được cái hạ giận và được chiến thắng trước mắt thôi à, còn cái trường phái thứ hai là trường phái kiểu putin là trường phái sẽ nhẫn nhịn rồi tìm cách để mà trả thù vào những thời điểm mà kẻ thù không đề phòng nhất hoặc là trả thù một cách bất đối xứng, à, có nghĩa rằng họ sẽ sử dụng tên lửa để họ đánh để khiến Ukraine mất hàng tỷ đô tiền vũ khí, ví dụ như vậy, đúng không ạ? À, chúng ta thấy trong những ngày vừa qua thì Ukraine tổn thất rất nhiều, nhưng mà phía nga cũng coi đấy là cái điều nó đương nhiên, nhưng mà thực tế tổn thất nó lại lớn lắm. Nếu tính ra thì không biết bao nhiêu tiền của nhưng mà vì hàng ngày họ làm cái việc đấy nó quen rồi Nó không có phê đúng không ạ Nhưng mà bây giờ thỉnh thoảng họ mất một cái Thì họ sẽ cảm thấy nó rất là phê Nhất là truyền thông Ukraine Thì họ luôn gãi vào những cái vết đau Sát vào vết muối Cho nên là cái dân mà cứng rắn Thì họ gây sức ép kinh khủng Tôi đoán là tí nữa trên kênh của chúng tôi Thì cũng sẽ có một loạt những cái cái cái, cái Kiểu thông tin kiểu như vậy Comment ấy đúng không ạ Của quý vị thân Nga Vâng, Và... Chiến tranh, đúng không ạ? Nó là một cái tổn thất, nó là chuyện đương nhiên thôi. À, quan trọng nhất là phải học được gì từ những bài học đó. Tôi thì tôi thấy rằng là... Dường như là cứ mỗi lần Nga bị uh, những cái đòn đấy... Họ thường là rút kinh nghiệm được ở cái đòn đó. Họ không rút được kinh nghiệm ở những cái đòn nó na ná hoặc là nó khác, đúng không ạ? Có nghĩa là mỗi một cái lỗi thì họ thường phải mắc ít nhất một lần. Chúng ta đến với lại trận địa trong ngày hôm nay, khu vực Kherson. Khu vực Kherson thì đến bây giờ... Uh, băng giá nó đóng kín bờ sông rồi uh, dường như vẫn còn những cái khe hở để đi nhưng mà nó rất khó khăn và không khéo lúc đi thì uh, còn nước mà lúc về thì nó đóng băng uh, phía nga cũng vừa tấn công vào mấy cái xuồng trong đó có cả mấy cái lực lượng mà trinh sát sĩ quan chỉ huy trinh sát gì đó sang bên này bờ sông uh, và có vẻ như là toàn cái toán đấy bị uh, tổn thất À, và bây giờ thì nó đóng băng hết rồi Không biết là cái nhóm ở bên này bờ sông Thì họ sẽ trụ như thế nào Gần 200 người trong những ngày sắp tới Toàn bộ của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 Đấy, có nghĩa là những cái người rất đáng giá Chúng ta đến với lại hướng um, Uleda Ở hướng Uleda này Những ngày gần đây chúng tôi để ý tới Một cái sự tập trung rất lớn Về hỏa lực UAV của Ukraine Vào các cái khu P-CHIPKA Ở đây Uh, ở khu vực này thì cho thấy một điểm rằng nga, đa, nga đang đóng quân ở cả giữa khu vực ba hướng Novo khalipka, vuleda và velika tức là Stado Major đúng không ạ uh, không biết là họ mới hành quân lên đây hay như thế nào nhưng rõ ràng với việc là quân tự nhiên đóng đông đảo ở đây thì cũng có khả năng là nga cũng sẽ làm những cái việc mà chúng ta mong đợi ngày hôm nay thì họ đã tấn công lên hướng uh, Stipka rồi, uh, chưa có cái kết quả gì, nhưng mà cũng có khả năng là họ sẽ mở các đợt tấn công lớn hơn ở Staromajor và cũng có khả năng họ sẽ tấn công vào cái khu vực uh, mà bây giờ họ đang uh, tấn công từ bên Novomikhailiksa sang hướng bên tây nam, chưa có kết quả gì, nhưng mà rõ ràng là không lý do gì mà nga lại tập trung quân đông ở đấy như vậy là đây thì nó có rất nhiều hướng để tấn công đúng không ạ chúng ta đã có một loạt hướng uh, toàn bộ cái hướng phía nam còn lại cái hướng này thì họ đang có đông quân ở đây rồi và họ đang tiến về hướng uh, heroripka ở mặt trận uh, pebokka rồi phía bắc của novomikalipka à. và nếu ở đây mà nga có nhiều quân mà tổ chức tấn công thì uh, chúng ta cũng thấy là một cái chuyện nó rất là logic thôi bởi vì đây chính là một cái mặt trận quan trọng nhất để mà nó có thể khởi động bất kỳ một cái tuyến nào ở hướng phía đông nam một cách nó sâu sắc. Thực tế khi Nga tấn công Novo Mikhailovka mà họ không có đánh những cái nơi này một cách dồn dập thì chúng ta thấy một điểm là chiến dịch của họ chưa thực sự bắt đầu, nó mới chỉ là cải thiện mặt trận mà thôi. Còn nếu đúng ra thì nếu nó bắt đầu thì nó phải xuất hiện những cánh quân ở các khu vực lân cận đúng không ạ? Đấy đều là những cái nơi nó rất là tiềm năng. Thế nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua thì cũng có khả năng cuối năm họ đã không xuất hiện những cánh quân đó và họ đang củng cố những cái trận địa ở đây để cho thuận lợi nếu như trong trường hợp năm mới họ tiến đánh thì họ sẽ huy động nguồn lực để tấn công nhiều hướng rồi bất ngờ tập kích vào Novomikhailivka. Về mặt chiến lược thì Ukraine và Nga đều tung tin về việc là họ tiến về Kurakove đúng không ạ? Họ chưa nói về về Vileka. Nhưng mà tôi thấy rằng là phía Nga thì họ thích Velika hơn là Kurekove à, và đặc biệt là nếu muốn thì cả hai cùng đều phải tiến thì nó mới có cái ý nghĩa cho cái hướng này. Chúng ta vẫn thấy họ vẫn đang muốn có một cái chiến dịch để mà thâu tóm toàn bộ cái vùng đất quan trọng nhất của Ukraine đang dí vào cái chỗ mà nó eo thon thả nhất của phía họ. Bây giờ thì với những vụ tấn công của Ukraine gây ra tổn thất cho nga về hàng không như thế này, thì cho thấy một điều rằng nga cũng có một cái nhu cầu để nâng cái chiến tuyến của mình ra vài chục km nữa, đúng không ạ? Đấy, thì họ mới có thể che chở được những cái hệ thống phòng không nó bay uh, không quân của họ bay lượn ở đây. Tất nhiên là phía này nó sẽ dễ làm hơn, còn phía này thì gần như là bất khả nhiệm vụ bất khả thi không loại trừ đúng không ạ bởi vì ukraine thực sự ấy là họ rất cần mình phải có thể nói một từ là cần một cách tuyệt vọng ấy là họ sẽ bằng mọi cách họ phải tìm cách để ám toán được một cái tài sản nào đó nó quan trọng của phía nga à, cứ khoảng một cái định kỳ cho nên là khả năng mà họ mang những hệ thống phòng không ra sát chiến tuyến vài km thôi cũng không phải là một cái việc nó không xảy ra đâu nhất là cái trời mưa gió không ai để ý chúng ta sẽ đi qua Adipka trong chiều ngày hôm nay với sáng nay thì tổn thất uh, rất lớn của Ukraine hướng này còn phía chiều nay thì uh, phía nga đã đăng một cái video họ sử dụng một cái đạn thông minh ở đâu đó từ đây nó bắn một phát tới cái khu vực này vào cái hệ thống phòng không uh, Stella của Ukraine Đấy, và nó bắn một phát là trúng luôn không chạy được uh, ở tít uh, cách khoảng mười mấy km Konstantinipka rồi trong chiều nay ở khu vực này thì ukraine cũng thừa nhận phía nga đã tiến quân và họ đã bắt đầu cải thiện vị trí uh, tiến được một loạt những cái điểm uh, khá quan trọng đấy, ở khu vực làng bodanipka uh, lân cận của vùng uh, chính Bắc mút này thẳng vào ivaneska và ở phía bắc của Ivane uh, bodanipka như vậy nó có ba cái điểm mà nga tiến nhẹ nhàng trong chiều ngày hôm nay đấy là bước tiến ở góc này là một À, thứ hai nữa là đâu đó lân cận của khu vực này đúng không ạ cải thiện cái vị trí của đây và thứ ba nữa là cái cung rừng phía bắc ở chỗ này như vậy với diễn biến như thế này thì cho thấy một điều rằng là phía nga thực sự đang có nhiều quân và họ đang tiến hành gây sức ép trên toàn cái tuyến phía chính giữa và phía bắc còn lại thì buổi sáng chúng ta cũng đã biết được tin về việc nga tiến chiếm nhiều khu vực xung quanh Klikitska cho nên là cũng có khả năng họ cũng đang oanh tạc ở tuyến phía nam. Thông tin về 80.000 quân thì uh, phía Nga vẫn chưa xác nhận, họ chỉ tung tin ra là nó có nhiều quân và đang đánh chiếm vào trà ra thôi, đấy. Còn Ukraine thì uh, thường là thừa nhận, họ đã thừa nhận rồi là Nga đang dồn 80.000 quân ở hướng này để bằng mọi giá đánh về hướng trà ra trong thời gian tới. Không biết là có đánh thật hay không, đúng không ạ? Cũng không loại trừ khả năng đánh thật. Nhưng mà khả năng đấy thì rất thấp tôi vẫn thấy một điểm rằng là cái nguồn binh lực nó rất là quan trọng cho cả hai bên nga cũng không dại gì để mà lấy một cái đạo quân lớn như vậy chỉ để tấn công một cái thành nó bé và nó được phòng thủ rất kiên cố mà khả năng sau đó là không có triển vọng gì sau đó cái đấy là cái điều quan trọng trong khi ở phía bên bắc thì nó rất nhiều đúng không ạ toàn những cái khu vực nó rất tiềm năng thôi chúng ta đến nốt với lại cái thay đổi ở trong chiều ngày hôm nay ở hướng siết Uh, buổi sáng chúng tôi có nói về việc là phía nga đã tiến quân về hướng uh, makipka Trong chiều nay thì chúng ta đã có những cái tọa độ mà phía ukraine đã thừa nhận là phía nga đã tiến chiếm được uh, ở cái khu vực này makipka Đây, chúng ta nhìn thấy một cái thành nó rất là duyên nợ. Cái thành này là cái thành mà năm 2022 mùa thu lúc phía nga rút về thì uh, ukraine đã bắt được 17 tù binh nga. Và họ đã bắn tại chỗ 17 người đấy ở cái làng này. Ở cái thị trấn này. Rồi sau đó họ biến thị trấn thành một cái pháo đài uh, gọi là khủng khiếp ở cái khu vực đây. Và bây giờ phía Nga đã tiến và cải thiện vị trí ở khu vực này song song với những cái lượt tiến quân liên tiếp của họ ở phía dưới. Và gần đây thì phía Nga đã đánh, Ukraine đã đánh giạt cái cánh quân của Nga đang tiến rất nhanh. Đấy, như bây giờ là họ chuyển lên phía Bắc họ tiến ở đây đó là những cái thông tin uh, trong uh, mặt trận buổi chiều ngày hôm nay Ukraine không tiến được cái gì ở trên mặt trận uh, những ngày gần đây thì họ tiến được một vài điểm uh, sau tết của họ nhưng mà những mấy hôm nay thì uh, hết rồi hôm nay thì uh, những thông tin uh, liên quan tới chiến cuộc đáng chú ý chúng ta có thông tin cũng lại liên quan tới người Anh như vậy là văn phòng của ông Thủ tướng Sunak cũng đã chính thức thông báo trong chuyến đi của ông thì phía Anh cũng đã thông báo kế hoạch để đào tạo cho Ukraine không chỉ lực lượng mặt đất mà còn cả lực lượng không quân và hải quân và sẽ tăng tốc cái việc cung cấp vũ khí cho Ukraine trong thời gian tới một cách đáng kể. Và xây dựng quân đội Ukraine theo chuẩn NATO cũng như là gọi là làm tất cả mọi thứ để có thể uh, kết nạp Ukraine và NATO. Như vậy cơ bản thì như chúng tôi nói quý vị thôi, có nghĩa là người Anh làm tất cả mọi thứ để mà không phải là giúp Ukraine mà cơ bản là giúp Ukraine để đánh bại nga, đúng không ạ? À, quý vị hỏi rằng là tại sao cái ông thủ tướng này ông lại uh, thù người nga đến thế? Câu chuyện nó không phải là vì người Anh thù người nga. Có, uhm, bởi vì người Anh cần một kẻ thù mà thôi, à, không phải là vì họ đấy là người nga chúng ta thấy người nga và người anh nó không có một cái mối thù lớn như vậy một cách cấp tiến à, người ta cần một kẻ thù bởi vì đế chế suy tàn đế chế suy tàn thì bao giờ cần một kẻ thù đấy là cái tiêu chuẩn của cái cái hành xử nhưng cái đấy thì cũng không thực sự quá quan trọng Và nếu có thì người ta cũng chỉ hời hợt thôi còn nó quan trọng ở cái khía cạnh rằng là à, quý vị cứ để ý từ đời của ông Boris Johnson rồi bà Liz Truss cho đến ông Sunak thì bản thân họ trước khi làm thủ tướng, họ không bao giờ có họ quan tâm nước Nga là ai cả, đúng không ạ? Nhưng mà khi họ làm thủ tướng thì ngay ngày hôm sau, ngay ngày hôm sau của những cái người làm thủ tướng thì người ta đều nói rằng là người ta sẽ đánh cho Nga gọi là thất bại chiến lược. Và cái luận điệu nó giống như người Mỹ thôi, đúng không ạ? Đấy là lý do mà chúng ta nhìn là thấy rất rõ. Và với những cái yếu tố mà người Mỹ đã vâng, mình nói nôm na là gì, đời các đời thủ tiếng Anh lên để mà hoạt động mà chống Nga theo cái tư tưởng của người Mỹ. Kể cả như ông uh, bộ trưởng Bộ ngoại giao bây giờ ông David Cameron ấy thì ông ấy lên một cái thì cũng ông cũng gọi là công kích vào Nga một cách cùng cực. Về nước Anh thì nó có nhiều cái yếu tố để chống Nga, à, ngày xưa thì nó có một vấn đề mà trong hồi ký của ông Churchill ấy thì tôi đọc ông ấy rất nhiều lần và nhiều lần về đáng nhẽ thì tôi đọc hết nhưng mà cái tư tưởng chống Nga, chống cộng sản của ông ấy nó khủng khiếp quá, cuối cùng mình đọc hết được một nửa thôi. Có nghĩa ông ấy là một cái người rất thù cộng sản và một trong những cái người mà cũng ủng hộ cái việc ném bom Liên Xô. Và ông ấy là một người cực kỳ có ảnh hưởng ở nước Anh hiện đại. Đúng không quý vị, à, từ chiến tranh thế giới thứ hai, người ta coi rằng là chính ông ấy làm nước đã đóng cái vai trò quan trọng giúp Anh À, đánh bại Đức trong Thế Chiến Thứ Hai. Chính vì thế, cái mức ảnh hưởng của ông ấy tới cái đời chính trị về sau này nó rất lớn. Người Anh cũng có những cái lý do để họ làm như thế. Họ thường nói rằng họ từng tự nói rằng là bản thân họ luôn là một cái mỏ neo để mà giữ gìn cái trật tự an ninh của thế giới. Đấy. À, và tất nhiên là trong những cái quan điểm của họ về việc là Nga là một kẻ gây hấn, tấn công, đúng không ạ? Cho nên là tất nhiên họ là một đứng cái quốc gia phương Tây cộng với những yếu tố là những cái thuộc về thế giới Anglo-Saxon, cho nên họ uh, chống nga thôi một cách tự nhiên, tức là họ là một kẻ thù gần như là rất tự nhiên đối với lại phía nga. Anglo-Saxon là kẻ thù của nga và họ rất nhiệt tình bởi vì làm sao? Bởi vì người mỹ khôn, người mỹ cần chuyển hết những cái nhiệm vụ nhiệt tình đấy để cho sang một đất nước. Trong trường hợp có biến thì đất nước đấy cũng như những châu lục đấy sẽ hứng những cái cơn giận dữ của người nga. Đúng quý vị, chúng ta thấy một điểm là nếu chẳng may có những cái giao chiến trên cái quy mô chưa từng có thì tất nhiên là Nga cũng không làm gì châu Âu. Mà nếu có làm chẳng qua làm cho nó mang tính chất là gọi là để bảo đảm an ninh thôi. Còn họ làm họ sẽ nhắm vào nước Anh. Thực tế là người Mỹ người ta cũng rất thận trọng, đúng không ạ? Đấy lý do mà bây giờ họ vẫn chưa viện trợ những cái vũ khí tầm xa một cách nó xả láng. Nhưng mà Anh thì làm tất cả mọi thứ. Và tất nhiên có những cái chuyện như tôi vừa nói Thì nước Anh sẽ là nước mà sẽ lãnh đổ Như vậy thì chúng ta thấy là kết hợp với cả yếu tố tự nhiên, thiên nhiên Và gọi là nghiễm nhiên Thì nước Anh nó là một cái yếu tố Đương nhiên là họ sẽ chống Nga Đến một trọng những yếu tố chống Nga Quan trọng nhất cả trên phương diện truyền thông Lẫn ở khía cạnh thực chất Còn lại thì nó không liên quan gì ông Thủ tướng Sunak Hay bà liz Truss hay Boris Johnson Người nào ở nước Anh lên từ giờ trở đi cho đến khi mà nước Mỹ thực sự suy yếu thì cũng sẽ bắt buộc phải chống anh chống nga đúng không ạ? Mà không phải là vấn đề là người ta có một là người ta lên người ta đã có tư tưởng đấy để người ta được lựa chọn lên làm thủ tướng chúng ta cứ để ý cái vị bộ trưởng quốc phòng Ben Sharp lên ngày hôm trước ngày hôm sau tuyên bố chống nga luôn đấy đúng không ạ? Là ông ấy đó có tư tưởng à, thứ hai nữa là người ta sẽ nhặt ra những người có tư tưởng đấy lên để nó dễ làm việc thế thôi đúng ạ. đấy cho nên là chúng ta thấy là cho nên về mặt là người ta có thể là thủ tướng mà không biết nga ở đâu thì người ta lên làm thủ tướng người ta cũng sẽ chống nga. còn nếu như mà người ta đã chống nga rồi thì tất nhiên người ta lên người ta cũng đương nhiên là chống nga. người nga thì luôn cười vào mặt người anh uh, rằng là người anh chỉ có to mồm thôi chứ không làm được cái gì uh, ra tấm ra móm để giúp ukraine uh, và thường gây hại cho ukraine. cho nên là đấy là lý do mà chúng ta thấy càng ngày về sau anh càng thể hiện rằng là họ cũng không có vô vô dụng như vậy đúng không ạ à, Đấy, họ sẽ làm những việc liên quan tới hạm đội biển đen đào tạo huấn luyện cung cấp uav viện trợ vũ khí viện trợ tài chính đủ thứ và tất cả những thứ khác nữa tôi nghĩ rằng là người anh sẽ đóng góp một vài nguồn lực cực kỳ quan trọng trong việc là củng cố uh, quân đội tinh thần uh, tài chính đặc biệt là cả tinh thần nữa cho người ukraine và phía nga có cách nào không? tôi nghĩ rằng không có cách nào, đúng không ạ? không có cách nào bởi ở vị thị chế vị trí như ở nga ấy, thì nếu mà muốn chơi anh thì cũng chỉ có chơi bẩn mà thôi và tất nhiên ấy thì tất cả những đoàn chơi bẩn am toán nó đều có một cái giá phải trả à, mặc dù nó có thể sướng lúc đầu nhưng mà sau này người ta đều phải trả giá à, tất cả những kiểu tấn công theo kiểu là nhiều người đề xuất đấy đúng không ạ? thì Nga làm như nào cho phương Tây thì phương Tây người ta cũng sẽ có khả năng làm như thế đối với Nga. Và có những cái điều các cường quốc họ đều có cái lần danh với nhau, có nghĩa rằng là âm thầm họ không bao giờ vượt quá những cái việc như vậy. Còn bây giờ anh đã sử dụng Ukraine như là một cái công cụ ủy nhiệm để chống Nga. Cách làm của Nga cũng chỉ có thể sử dụng một công cụ ủy nhiệm thôi, không có cái cách nào khác cả, đúng không ạ? Không nên sử dụng những cái trò gọi là chơi bẩn Hôm nay thì uh, ở Belarus người ta đã xuất thấy những rất nhiều những cái máy bay uh, của binh sĩ Belarus lên đường đến nga. Uh, Bộ quốc phòng Belarus thì nói rằng là quân đội của Belarus đang được gửi đến nga để tiến hành các hoạt động đào tạo đặc biệt. Đấy, thì không biết có phải hay không nhưng rõ ràng chúng ta thấy rằng là Wagner đã ở đó và đã đào tạo rất nhiều, không nhất thiết là người ta phải cử quân đội sang phía Nga để đào tạo, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì tờ Sunday Times có đưa một cái thông tin nói rằng là Joe Biden thực sự muốn Ukraine chiến thắng hay không? Và trong tiêu đề, trong nội dung của bài báo nói về cái việc là thực sự nước Mỹ đã e ngại việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Đấy là lý do mà nước Mỹ không muốn gửi những cái tên lửa vũ khí tầm xa cho Ukraine. Và điều đó cũng đang xảy ra ở nước Đức. Họ cũng ngại rằng là với việc leo thang gửi những vũ khí có thể tấn công vào mục tiêu sâu trong đất liền của Nga dẫn tới việc Nga cũng không biết trực tung ra những đòn tấn công đáp trả leo thang. Bài báo nói rằng là cả các chính phủ này thì đều nêu lên một cái nhu cầu quan trọng trong việc là giới hạn cái tầm bắn của tên lửa có thể gửi cho Ukraine cũng như là chính phủ Ukraine phải cam kết với lại cái tầm bắn vào trong lãnh thổ của phía Nga. Chính ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng thừa nhận rằng ông lo ngại về việc leo thang trong cuộc xung đột trong việc là khả năng ký ép có thể sử dụng những vũ khí tầm xa hơn, sát thương cao hơn, trong đó có cả vũ khí hạt nhân. Tờ Sunday Times thì nó cũng không có quá quan trọng ở Anh, cho nên là nó là một cái một cái bình luận của một tác giả nào nó không có cái ý tứ nhiều, à, bởi vì đây là sự thật thôi, đúng không ạ? Chứ nó không có ý định hướng dư luận. Còn nếu nó là một cái tờ New York Times thì chúng ta phải cẩn thận. Đó là những cái định hướng dư luận cho những cái việc người ta đang chuẩn bị muốn nhân dân tin vào điều đó còn lại thì tờ này nó cơ bản nó là sự thật đúng không ạ đó là một cái điều đương nhiên thôi chúng ta đã thấy trả dại gì nước đức và nước mỹ lại đi viện trợ cho ukraine những cái tên lửa có thể bắn xa như vậy cả à, họ có thể đánh bại bằng nga một tên lửa đấy không tất nhiên là không nhưng mà nếu trong trường hợp có một cái trường hợp leo thang thì phía nga họ sẽ chọn những nước đấy để họ trả đũa nhất đúng không ạ mà tỷ lệ đấy nó thấp nhưng mà cũng không biết được, cuộc thế giới bây giờ nó rất là điên đảo, không biết đâu được đấy. Một vài những cái thảo luận của những người dân sống ở NATO mà có tư tưởng thân Nga thì gần đây họ nói rằng là các quốc gia NATO đang chuẩn bị tấn công vào Nga. Họ chuẩn bị đánh đòn phủ đầu để mà phá hủy năng lực hạt nhân của Nga bằng các máy bay chiến lược của người Nga và các tên lửa tấn công từ bốn phương tám hướng trong một cuộc cột đột kích bất ngờ vào ban đêm. Họ sẽ tiến hành một chiến dịch bằng cách mà Nga không hiểu được chuyện gì đã xảy ra song song với một chiến dịch để mà gọi là thủ tiêu Putin. Họ sẽ phá hủy tất cả những pháo đài chiến lược của Nga, năng lực hạt nhân của Nga trong một vụ tấn công ban đêm. Và các bạn, tôi đang sống ở NATO, cho nên tôi cảm nhận được cái sự thù địch đấy trong cái công luận. Uh, của đất nước. Và thực tế thì nó rất muốn, đúng không ạ? Câu chuyện rằng là bây giờ nói đúng ra ấy thì nước Nga đã trở thành một cái mối đe dọa cực lớn của NATO rồi. Uh, cách đây nhiều năm thì uh, phía Nga chưa thể hiện, đặc biệt là trong qua cái cuộc chiến này, đúng không ạ? Nhưng kể từ khi cuộc chiến này với cái sự uh, màn trình diễn của quân đội của họ, thì các nước NATO thực sự rất lo ngại. Bây giờ ở các nước như Đức, Ba Lan, Thụy Điển đang có những cái tinh thần động binh. Phần Lan, Hà Lan đều có những cái thông tin để mà tăng quốc phòng rồi tiến hành tập trận này nọ vân vân. Có nghĩa rằng họ đã chuẩn bị đối phó cho một cuộc chiến trong tương lai có thể xảy ra. Có nghĩa là bây giờ họ ý thức được, đúng không ạ? Ít nhất là họ ý thức được là Nga thực sự là mạnh chứ không phải là đùa. Còn thực sự có tấn công được không thì nhìn có khả năng là, uh, có thể nói ngay là nó rất khó, đúng không ạ? Nếu có thì chỉ một vài khu vực thôi. Uh, tiêu hủy được năng lực hạt nhân của Nga thì rất khó. Cơ bản thì nước Nga là một đất nước rất khó để khuất phục bởi vì nó quá rộng, quá rộng và nó quá lạnh, đúng không ạ? Chỉ cái việc vào đấy để tìm đường đi để không lạc thôi thì đã đủ chết rồi. Hơn nữa thì uh, các nước NATO hay là NATO thì người ta cũng đều muốn sống, đúng không quý <laughs> vị? những nước giàu thì bao giờ cũng có cái gọi là cái đức hiếu sinh hơn những nước nghèo cho nên chả giải gì nhưng đúng thật là bây giờ đấy nếu quý vị nhìn như thế này chúng ta có thể tưởng tượng nhé nga trong một cuộc chiến để mà chống lại các nước nato thông qua cuộc chiến ủy nhiệm ở ukraine họ đã chiến thắng ở ukraine hoặc hay nói đúng hơn họ đang thắng à, cuộc chiến kinh tế họ đang thắng cuộc chiến chính trị họ đang thắng và truyền thông thế giới bây giờ lại có cái xuống thân nga có nghĩa rằng là nato đã thất bại toàn tập trong một cuộc chiến này đúng không ạ họ chỉ có mỗi một cái điểm điểm sáng họ đã đưa phần lan và thụy điển vào được trong cái khối của họ tất nhiên là thụy điển thì chưa nhưng mà chắc là đương nhiên thôi và điều đó nó khiến cho họ có thể nói rằng là không an tâm tí nào bởi vì dù sao thì họ vẫn coi nga là kẻ thù đúng không ạ và tất nhiên là trước đây thì họ chờ vào ukraine làm một cái tiền đồn để có thể chống nga cản được bước tiến nga nhưng mà bây giờ rõ ràng ukraine đã có một cái dấu hiệu cho thấy họ không thể làm được cái việc đấy và nếu như vậy thì những cái con pháo hôi của nato là ba nước baltic rất có khả năng sẽ bốc hơi đúng không ạ trong một cái thời gian rất ngắn nếu mà cuộc chiến nó nổ ra ngày xưa thì tôi không nghĩ là nó không bao giờ nổ ra tôi sẽ nổ ra đó quý vị nhưng bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rất rõ ngay với cái tư tưởng thù địch như thế này thì cái khả năng để mà xảy ra chiến tranh nó không phải là không xảy ra nữa nó ở mức vài phần trăm nhưng nó có thể là xảy ra và nếu nó xảy ra thì đương nhiên mấy cái nước baltic này nó sẽ bay rất nhanh đúng không ạ chắc chắn là như vậy người nga sẽ tìm mọi cách để đòi lại cái vùng gọi là vùng biển baltic vâng thử xem là nato sẽ có kế hoạch gì hay ho chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái chương trình uh, uh, của ông zelensky hôm nay thì ông ấy đã đến davos thụy sĩ uh, trong một cái nỗ lực lần thứ ba tổ chức một cái hội nghị hòa bình cái này thì tôi không biết là nó phải là, là, là chính thức hay là bên lề có vẻ là bên lề quý vị nhé bởi vì uh, davos nó là diễn đàn kinh tế thế giới mà thì ông zelensky ông sẽ kết hợp đến đấy để mà ông ấy phát biểu ở diễn đàn, rồi ông ấy sẽ tổ chức kế hoạch hòa bình. Thì nhiều quý vị hỏi là tại sao ông có thể làm thế thì có gì đâu, ông ấy được, ông có tiền mà, ông có tiền ông có thể làm, ông ấy được hậu thuẫn của toàn phương Tây, ông ấy có thể làm đúng không ạ? Đó là những cái việc của một cái nhà nguyên thủ quốc gia bắt buộc phải làm thôi. À, tôi thấy là nhiều người đã rất là khắt khe với lại Ukraine. À, chúng ta thử đặt cái tình huống của mình vào những người ở Ukraine như thế liệu mình có thể làm khác đi như thế nào khi mà những cái chuyện như thế này nó xảy ra đúng không ạ đấy là chúng ta chưa kể về việc là những người như ông Zelensky và những người ở Ukraine họ đã bị tẩy não họ bị tẩy não để họ không nhìn ra được một cái góc nhìn nó độc lập ít nhất là như chúng ta đã còn chưa nói về cái phía thân nga và đến kể cả bây giờ có nhìn ra thì quý vị cũng thấy là chiến cuộc nó đã rõ rồi có nghĩa rằng nó là hai phe có thể nói rằng là đánh nhau đến chết rồi đúng không ạ mà nó đánh nhau đến chết thì có thể thấy rằng tên lửa đã bắn vào nhau, bắn vào nhà máy điện, bắn vào nhà máy điện hạt nhân. Có nghĩa rằng là không còn cái gì để mà còn phải níu kéo nữa. Thế thì người ta phải tìm mọi thủ đoạn, bất kỳ một cái gì, phương pháp nào cũng dùng được để dùng để mà phục vụ cuộc chiến này chứ. Bây giờ không có, bây giờ thì không bao giờ có cái cơ hội để người ta có thể quay đầu được nữa. Nếu mà mình đặt mình vào vị trí của chính quyền Kiev nhé, mà họ nghe thấy rằng là Putin và nước Nga nói rằng không có chuyện hòa bình. Đúng không ạ? Cho đến khi tiêu diệt. Thế thì cái câu chuyện của họ thì họ cũng phải tìm mọi cách để tiêu diệt chứ làm gì còn cái cách nào khác nữa đâu. Đúng không ạ? Mình, mình phải đặt mình vào những cái vị trí của các bên. Mình mới hiểu được cái chiến cuộc. Huống chi là kể cả có hòa bình thì chúng ta cũng thấy ngay là chính quyền của ông Zelensky cũng rất khó để có thể tồn tại nếu như hòa bình xảy ra. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Peskov nói rằng Uh, người ta thảo luận hòa bình ở ukraine mà không có nước nga đó là một việc làm rất vô ích ông nhấn mạnh mạnh rằng là cuộc họp của các nước theo cái công thức của ukraine là một cái cuộc thảo luận mà chỉ để thảo luận chứ không có cái mục tiêu uh, không có một cái uh, kết quả cụ thể nào bởi vì không có sự quan tâm uh, không có sự liên quan của nước nga Người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng là Điện Kremlin luôn ủng hộ việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Nhưng bởi vì là cái sự miễn cưỡng của phương Tây và kè ép cho nên là họ đã phải thực hiện cái mục tiêu của mình thông qua kế hoạch quân sự đặc biệt. Ngày hôm qua thì liên quan đến sự kiện này, à, ngoại trưởng Thụy Sĩ cũng đã thừa nhận là chắc chắn không có hòa bình nếu không có mặt của người Nga trong cái cuộc họp này. Mọi việc nó diễn ra dường như nó theo một cái um, sâu chuỗi, đúng không ạ? Đáng nhẽ hòa bình có thể nói rằng nó xảy ra, mình gọi là gì nhỉ? Mình gọi là hòa bình đáng nhẽ đã xảy ra tới tận mông rồi, đúng không ạ? Đấy, ở Ukraine vào năm 2022. Thế mà chỉ có một người Anh đến, thì cuối cùng là người Ukraine đã ra cả sắc lệnh để cấm đàm phán hòa bình. À, và sau đó thì họ liên tục tổ chức những cuộc hội nghị hòa bình mà không có cái đối thủ của họ và liên tục đưa ra cái bản photo của 10 điểm công thức hòa bình 10 điểm mà nó ngang với việc là gọi là đầu hàng của Nga đúng không ạ? À, và những việc này nó liên nó sâu chuỗi với nhau như thế nào? Có nghĩa rằng tất cả mọi thứ dường như diễn ra theo kế hoạch của phương Tây và cũng là một cái uh, kế hoạch mà nga mong chờ đúng không ạ và thật sự là nga không còn cách nào khác về nguyên tắc mà nói thì kể cả mình là độc lập mình cũng có thể thấy một điều ra ukraine thì đã ra một cái sắc lệnh là cấm đàm phán hòa bình với nga thế thì cái câu chuyện là họ cấm đàm phán hòa bình như thế thì họ không thể nào họ đi đổ lỗi cho người nga rằng là người nga không đàm phán hòa bình được đúng không ạ mà họ chỉ nói rằng là putin không muốn hòa bình nhưng mà cái câu chuyện là còn cái luật đấy thì ai có thể hòa bình được? Chẳng nhẽ làm việc một cách vi hiến. Nhưng đến bây giờ Ukraine vẫn chưa động đến cái luật đấy. Thì chúng ta có thể thấy một điểm là gì? Họ rất sợ hòa bình. Hòa bình thì quốc hội, đúng không ạ? Chính phủ không thể tồn tại được nữa. Chúng ta đến với một cái bài viết khá thú vị của Ukraine. Rất thú vị quý vị ạ phần đầu chúng ta đã thấy nó nó hấp dẫn là không biết phần sau như thế nào ở phương tây bọn họ đã bắt đầu nói nhiều hơn nói to mồm hơn về thế giới đang chờ đón một cái công thức mới một cái định dạng thế giới mới mà ở trong đó có một cái chỗ đứng thật tốt cho người nga những kẻ xâm lược và họ thừa nhận rằng nhiều quốc gia phương tây đang ở trên đà suy thoái thông điệp này nó có ý nghĩa như thế nào nó là thông điệp rất bất lợi cho chúng ta ukraine thực tế là rất nhiều những cái tầng lớp thống trị tinh hoa của phương tây có khả năng đang nghĩ tới việc đánh đổi cái cuộc khủng hoảng ở ukraine để lấy cái sự khôi phục quan hệ với lại liên bang nga điều này có nghĩa rằng là công thức hòa bình của ông zelensky và ông emak có thể nói nói rằng là sẽ bị vất vào thùng rác của lịch sử. Tôi cũng phải thừa nhận rằng nhiều đồng nghiệp của chúng ta đang rất hân hoan với những gì người Anh đã đến và giúp chúng ta, vân vân. Ngoài những yếu tố là họ muốn giúp chúng ta, họ cũng rất muốn đánh bại người Nga. Và nếu các bạn để ý kỹ thì ông Sunak, ông ấy cũng đem đến một cái thỏa thuận an ninh nhưng mà rõ ràng là ông ấy hiểu rằng Ukraine không nợ gì nước Anh và nước Anh cũng không nợ cái gì từ Ukraine cả, cho nên đó cũng chỉ là những cái nhất thời mà thôi và như vậy là rõ những cái người như thế này thì người ta cũng suy nghĩ rất là thấu đáo, đúng không ạ? Nói về một cách chính trị ở trên bề nổi thì cả thế giới chờ đợi cái việc là họ sẽ à, gọi là gọi là thiết lập một cái định dạng mới đúng ạ bây giờ người ta nhìn thấy nước nga đã có cái vị thế nó rất khác cách đây vài năm hay nói đúng hơn là họ đã hiện nguyên hình sau khi hàng chục năm ẩn mình chờ thời đúng ạ và rõ ràng đấy là một yếu tố không thể bỏ qua đấy là chúng ta nhìn về trên cơ bản trên bình diện gọi là bề mặt và phương tây thực sự là muốn nối lại những cái quan hệ với lại người nga ít nhất là chúng ta thấy là ở châu âu đúng không ạ à, còn người mỹ thì bây giờ người ta cũng muốn hoàn là quan hệ với người nga họ vẫn mua bán bình thường cơ mà họ chỉ muốn là thằng khác không được quan hệ với người nga thôi đấy có nghĩa là ông nào cũng muốn quan hệ nhưng mà lại không người khác muốn người khác quan hệ tuy nhiên thì chúng ta thấy một điểm rằng là dù sao ai mong muốn thì mong muốn thôi nhưng nó có người mỹ nó có thế giới ngầm nó có ukraine à, và chắc chắn rằng là cái việc đấy nó chỉ xảy ra khi mà cuộc chiến nó kết thúc thôi đúng không ạ rất khó để bây giờ nó có thể ngã ngũ những việc như vậy nhưng dù sao cũng là một cái tiếng nói uh, khá công tâm nói về đất nước của chính họ và một cái góc nhìn nó um, khách quan về phương tây và nước nga ông zemak uh, 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 andri zemak tức là tránh văn phòng ông zelensky ông ấy lặp lại cái uh, Thông điệp hôm nay là tổng thống của chúng tôi, ông Zelensky và toàn bộ đội ngũ của ông ấy, uh, chúng tôi chưa bao giờ đồng ý và chấp nhận bất cứ một cái thỏa thuận nào liên quan tới đóng băng cuộc xung đột. Đây là điều không thể chấp nhận được với xã hội Ukraine, tất nhiên và đối với lại ông ấy và cả cái uh, chính quyền uh, chính phủ của ông ấy nữa. Thông điệp của ông e tại cái hội nghị báo chí tại Davos trong ngày hôm nay. Như vậy thì có thể thấy rằng là từ rất lâu, nhiều người nói về Andrew J. Mark, đúng không ạ? Những thông điệp quan trọng nhất một cách đối với lại quan trọng với thế giới đều do Andrew J. Mark bắn thông điệp. Chúng ta cũng đã từng thấy Andrew J. Mac ngoắc tay ra lôi ông Zelensky ra theo một cái cách có thể nói rằng là không thể không thể hiểu nổi, đúng không ạ? cho thấy rằng là có một cái thế lực nào đó đứng đằng sau chính phủ ông Zelensky mà trong đó cái đại diện chính là Andrew Zemach. Và với những người không biết, đó chính là nhân vật này, tránh văn phòng tổng thống Ukraine. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình với một bài báo khá đáng lưu ý ngày hôm nay liên quan tới uh, uh, một bài viết của thời báo phố World. Trong đó họ nói rằng là... Chính quyền của Ukraine đang uh, bắt đầu một cái cuộc chiến để mà gọi là lúi kéo những cái sự chú ý của đồng minh, bởi vì uh, sự chú ý của phương Tây đã hướng về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Bài báo cũng cho biết thêm là ngoài ra thì những cái nỗ lực của Ukraine trong việc là đánh bật quân nga ra khỏi vùng 20% cái vùng chiếm đóng bị chiếm đóng của đất nước của họ cũng đã không có thêm dấu hiệu nào cho thấy có sự tiến bộ trong quá khứ hiện tại và trong tương lai sự thất bại của cuộc tổng phản công trong mùa hè vừa qua cũng làm phức tạp thêm những nỗ lực của các nhà lãnh đạo phương tây trong việc là xoa dịu cái công luận để tìm kiếm sự ủng hộ về tài chính quân sự cho Kiev À, chính phủ phương Tây đang tìm cách đưa ra những luận điệu để cố gắng thuyết phục quần chúng và xã hội rằng là chắc chắn sẽ có những mối đe dọa từ người Nga sau khi họ chiến thắng ở Ukraine. Nhưng xét cho cùng, à, theo dòng thời gian, thì rất khó để có thể duy trì được cái tinh thần quần chúng xung quanh vấn đề này. Tờ báo cũng kết luận rằng là những quan chức cao cấp của phương Tây à, liên quan tới sự việc đã bật mí rằng uh, chính nước nga cũng đã ra những tín hiệu trong mùa thu năm nay uh, rằng họ sẵn sàng đàm phán hòa bình liên quan tới một cái lệnh ngừng bắn cũng như là đóng băng cuộc xung đột. Và tờ Wall Street Journal thì uh, tất nhiên nó là cái công luận của chính phủ rồi, đúng không ạ? Cũng không có gì để, để mà bàn cãi nữa. Cơ bản thì uh, thông điệp nó cũng lẫn lộn. Chúng ta cũng biết rằng là hiện nay thì uh, chính phủ mỹ đang trông chờ quốc hội để thông qua cái gói viện trợ <laughs> cho Ukraine. Mà hiện nay thì Đảng Cộng hòa thì muốn là cái gói đó nó phải liên quan tới cái việc gói vào với lại cái gói an ninh của biên giới phía Nam. Đấy. Gói viện trợ cho Ukraine thì họ mới thông qua. À, ông Mike Johnson chủ tịch Hạ viện ông ấy nói như vậy, có nghĩa rằng là ông rất muốn ủng hộ Ukraine nhưng mà nó phải chói với vấn đề an ninh biên giới để mà dân họ gọi là họ đỡ khắc khoải họ ủng hộ Đảng Cộng hòa vì lo cho an ninh đất nước nhưng mà đảng dân chủ thì không uh, rất lạ nhưng mà nó không lạ quý vị ạ đảng dân chủ thì muốn tách rời bởi vì là uh, nếu như ủng hộ cho an ninh biên giới uh, tức là ngăn chặn những người nhập cư trái phép thì ảnh hưởng tới những cái vấn đề của đảng chính sách của đảng dân chủ trong việc tìm kiếm công ăn việc làm cơ hội việc làm uh, các vấn đề lên chỉ số kinh tế cũng như là cử tri phiếu bầu trong tương lai và như vậy là hai đảng còn dùng rằng chưa kết thúc đúng không ạ. À, còn những cái thông tin liên quan tới việc là thụt ở cái gì à, chính phủ sắp đóng cửa thì một lần nữa nó lại xuất hiện. Nhưng mà cái đấy thì nói thật ra bây giờ thế giới cũng cóc quan tâm bởi vì nó là cái trò nó là một cái gánh xiếc thôi. Vâng, chúng ta sẽ kết thúc với lại vị cựu đại sứ ở Nga, à, không biết rằng ông nhận được à, thu nhập bao nhiêu một tháng từ những nhà tài phiệt vũ khí nhưng mà nếu mà cứ đà này thì có lẽ rằng là ông sẽ bị đuổi việc sớm thông điệp nó được nhiều tiền thì phải sáng tạo đúng không ạ nhưng mà cứ lặp đi lặp lại thôi xem ông nói gì ngày hôm nay nếu putin đánh bại ukraine thì nước nga sẽ đe dọa đồng minh của chúng ta ở châu âu và mối đe dọa này nó sẽ tăng lên theo cấp số nhân hãy đầu tư ngay bây giờ để chặn đứng putin ở ukraine để ngăn chặn một cuộc chiến lớn hơn hoặc là nguy hiểm của một cuộc chiến sẽ xảy ra trong tương lai chúng ta hãy rút kinh nghiệm bài học của năm 1930 thay vì lặp lại cái sai lầm một lần nữa và như vậy là đích thị nhận tiền rồi đúng không ạ à, cứ câu trước chưa hết thì câu sau hãy đầu tư hãy uh, gọi là thông qua hãy tài trợ vân vân hoặc là ông được nhận tiền để ông viết như vậy hoặc là ông rất là căm thù người nga và cả hai cái đó thì đều không tốt đúng không ạ? Có nhiều tiền để mà làm cái việc mình không muốn làm, để mà kéo dài cuộc chiến, tất nhiên là nó ảnh hưởng tới nghiệp rồi. Còn nếu như mà hận thù người khác quá để làm những việc như vậy thì nó cũng cũng liên quan tới nghiệp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tràn trề năng lượng.